Chào mọi người, hôm nay mình sẽ ăn cái món gọi là mì xào bò với trứng. Hôm nay là biếng ăn cơm quá. Này là mì đang trụng sôi để chút xíu, cho nó nguội chút xíu rồi mình sẽ xào lên. Còn đây là thịt bò với trứng. Có củ hành nè. Rồi ấy cho chút xíu cho mì nó nở ra rồi. Giờ xào mì, chuẩn bị bỏ lên chảo xào mì. Rồi, cắt củ hành ra. Rồi củ hành cắt nhỏ. Rồi củ hành bỏ vỏ, rửa sạch. Rồi bây giờ bỏ dầu vào chảo để chuẩn bị xào bò ha, ấy trứng trước mà. Xào mì với trứng trước, xào thịt bò sau. Mình để lên. Đây nó nặng trộn luôn. Chút xíu có bỏ tép mỡ không? Không, tép mỡ rồi hả? Để chờ trong vòng mấy phút nó mới thơm. Rồi trong củ hành nó nóng lên. Chờ chút xíu cho củ hành nó nóng lên. Rồi sau đó bỏ mì vào xào. Nhìn ngon quá. À, ít thôi, nửa gói anh. Đúng rồi, trong thịt bò nó mặn. Rồi công đoạn xào mì xong rồi. Bây giờ chờ chút xíu để xào cái thịt bò với trứng là xong. Bỏ lên mì là xong. Bây giờ thì làm cái chảo mới chuẩn bị xào thịt bò. Thì cũng giống tương tự như hồi nãy, cắt hành bỏ vào và chờ cho nó sôi, nó dậy mùi chút xíu mình sẽ bỏ nguyên liệu vào. Thịt bò kỳ ăn ha, hay là thịt bò mới? Bò kỳ ăn đó, bữa mới nhỏ đó. Thấy mấy cái trứng hổm bên Ngọc được ấy còn trứng gì? Trứng gì ta? Giữa. Như ăn hết rồi. Đâu có, còn hai ba trứng gì là trứng. Hình như trong cái hũ á. Không, thì con hổ vậy đi. Không phải, trong cái bịch á. Con hổ vậy thôi. Thank you.
Rồi sau đó bỏ tiếp trứng gà vô. Bỏ lên cho trứng gà chín. Có rau cải gì không ạ? Rau cải gì ăn cho nó đỡ ngán. Mà không hết rồi lấy đâu ăn. Ừ, vậy thôi. Rồi bây giờ múc ra dĩa là xong rồi. Hôm nay tính có thêm rau cải nữa mà nhà hết rồi. Nên ăn ăn mì với lại thịt bò với trứng không? Có củ hành nữa. Rất là ít tiêu rồi xong. Rồi bây giờ Quang sẽ mời các bạn cùng ăn với Quang dĩa mì này nha. Gồm có trứng nè, củ hành, thịt bò và cái chính đó là mì ha. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha. Trưa này hơi bị mệt trong người nên hôm nay thay vì ăn cơm mình sẽ ăn mì để xa xa chút xíu. Thay đổi cái góc quay chút xíu. Cũng lâu rồi chưa ăn mì các bạn. Thật ra nếu mà nói đúng ra thì nếu mà ăn mì nhiều quá thì cũng không có tốt đâu các bạn. Này chỉ là lâu lâu thèm mày ăn thôi. Chứ nếu mình ăn mì thường xuyên thì nó không có tốt cho bao tử và dạ dày. À, các bạn nhớ đặc biệt lưu ý cố gắng hoặc là nên hạn chế ăn mì như là một cái bữa sáng thường xuyên thì sẽ không có tốt. Hồi nhỏ mình không biết, qua không biết thì cứ ăn mì liên tu bất tận luôn các bạn. Đặc biệt hồi nhỏ ăn mì gọi là ăn mì thay cơm, trưa nào cũng ăn, vậy là ăn mì trưa hay chế gói mì ăn xong rồi độn cơm vô ăn xong rồi đi học. Chưa nào cũng vậy, lúc học phổ thông á. Nhưng mà giờ tìm hiểu nhiều thông tin thì biết mì nó không có tốt cho sức khỏe. Nên hạn chế ăn, dạng lâu lâu mới ăn thôi chứ không có ăn thường xuyên như hồi lúc trước nữa. Rồi bây giờ mời các bạn nha. Rất là ngon các bạn. Thật ra nếu mà có thêm rau cải, xà lách hay là giá gì nữa thì ăn nó sẽ ngon hơn. Mà hôm nay nhà Quang hết mấy cái đó nên ăn đỡ. Thịt bò rất là ngon. Thịt bò là từ hôm đám giỗ ba Quang á, còn dư đó các bạn. Nên để tủ lạnh và lâu lâu có ăn gì đó thì lấy bò ra làm. Rất là ngon. Mùi trứng và mùi thịt bò nó quyện lại với nhau, nghe rất là thơm các bạn. Rồi trứng nè. Hôm nay là cái ngày chủ nhật, rất là nóng. Nóng mà kinh khủng luôn các bạn. Có khi ngày con tắm 4 lần luôn các bạn tin không? Tắm 3 lần là ít á. Nhiều khi sáng tắm, trưa tắm, xế tắm, mà khuya tắm nữa. Hôm qua thứ bảy Quang có đi đám cưới. Ông anh họ của Quang và Quang đang có quay clip rất là nhiều. Cũng như là lời chia sẻ của Quang trước một vài bữa trước, Quang có nói với các bạn là sắp tới đi đám cưới, Quang quay lại những cái cảnh để chia sẻ cùng các bạn á. Hôm qua đã xong rồi. Rồi bây giờ đang trong quá trình edit, chỉnh sửa một chút xíu. Chắc khoảng ngày mai hoặc ngày mốt sẽ đăng mỗi ngày một phần lên để chia sẻ cùng các bạn ha. Qua ăn ở cái Long Biên Palace,
Long Biên Ba Lát thì ở các bạn nào ở khu vực quận 12 hoặc Gò Vấp thì biết sẽ biết cái này nhiều. Long Biên Ba Lát hồi xưa là Him Lam Ba Lát đó các bạn, là nó nằm trong đường Tân Sơn á. Đường Tân Sơn nằm ở chỗ làng SOS á, thì nó hồi xưa là ở cái Long Biên Ba Lát tên là cái khu Him Lam Ba Lát, trong đó thì dành cho những người chơi go đó các bạn. Thì thời gian trước cũng có thông tin là nhà nước sẽ lấy lại cái khu đó để phục vụ cho quốc phòng, rồi phục vụ làm sân bay gì đó, mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất, nhưng mà không biết là khi nào mới chính thức là mở rộng. Cũng có thông tin trên báo chí nhiều nhưng mà chưa biết khi nào mới thực thi đây. Thịt bò này, nó hơi cay cay. Bò này thì làm cái món gì ta, món bò né các bạn, nên nó hơi có tí xả cay cay trong, ăn rất là ngon. Rồi đến đây quay cho phép dừng video ha, để Quang ăn hết cái phần còn lại và hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo. Và Quang sẽ có những clip quay về đám cưới nãy con có nói á, sẽ chia sẻ đến các bạn ha. Rồi đến đây Quang sẽ dừng video và hẹn gặp lại mọi người trong các clip tiếp theo. Bye bye.